Các bạn thân mến, gần đây trên mạng xã hội dưa hấu video của Trung Quốc đã xuất hiện một video có tiêu đề như sau: Hãy đến Lạng Sơn, một thành phố lớn ở Đông Bắc Việt Nam, cùng con dâu Việt Nam để xem các thành phố của Việt Nam được xây dựng như thế nào. Video này được quay bởi hai vợ chồng, với vợ là người Việt Nam tên là Tiểu Nhu và chồng là người Trung Quốc. Trong video, chàng rể Trung Quốc đã quay lại hình ảnh đường phố của thành phố Lạng Sơn. Chàng rể chia sẻ rằng, trong thành phố rất sôi động và có khá nhiều tòa nhà cao tầng. Các ngôi nhà mặt đường trông rất đẹp và tương tự nhau, có thể là do ảnh hưởng của kiến trúc Pháp, chúng đều trông rất đẹp. Giao thông tại đây có chút loạn, nhưng anh ấy đã nhìn thấy một chiếc xe Mẹc và cho rằng người lái chiếc xe Mẹc đó chắc hẳn là một bạo chúa địa phương ở Việt Nam. Video này mới đăng tải cách đây 2 tháng, đã thu hút hơn 200.000 lượt xem và rất nhiều bình luận của netizen Trung Quốc. Họ đã kinh ngạc như thế nào khi thấy sự phát triển của Lạng Sơn? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Năm 1979, tôi tham gia phản công tự vệ Trung Việt, đánh đuổi quân xâm lược Việt Nam. Lúc đó Lạng Sơn bị nổ tung, thay đổi quá nhiều, không hiểu thì đi hỏi bố chồng của cô. Trả lời một bình luận xuyên tạc thù địch này thì đã có một số người Trung Quốc vào phản hồi như sau. Chính trị là điều mà các chính trị gia nên thảo luận. Mối quan hệ giữa hai nước hiện tại khá tốt, tốt hơn hết là đừng gieo rắc thù hận. Thời điểm không thích hợp, cần phải duy trì tình hữu nghị thiện chí giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam, không để xảy ra bi kịch trong tình hữu nghị bao đời nay giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta không nên trưng ra bộ mặt không biết xấu hổ với những người thân thiện, điều này thực sự ngu ngốc. Bây giờ các blogger trong nước đang đẩy mạnh các video về các cuộc phản công tự vệ chống lại Việt Nam thông qua tàu in. Hàng xóm và gia đình bạn có thể đã có một quá khứ không thể nói ra. Bạn có luôn nhắc đến nó với hàng xóm và tất cả những người quen biết của mình không? Trung Quốc không có nhiều bạn bè trong thế giới này và hy vọng giữ lại một chút cho bản thân mình. Haha, tất cả những kẻ thù ghét đã xuất hiện. Tôi không biết cảm giác của Tiểu Nhu như thế nào khi cô ấy thấy bình luận của bạn. Dù là nội dung tích cực hay tiêu cực thì vẫn có những người comment toxic. Người Trung Quốc rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy luôn có những người căm thù cả thế giới. Trước những content tích cực, vẫn có những bình luận toxic. Trên mạng xã hội dưa hấu này là rất bình thường. Trên mạng xã hội Bilibili của Trung Quốc thì toxic gấp 100 lần. Việt Nam đang phát triển rất tốt. Quy hoạch kiến trúc đô thị của Việt Nam có thể bằng Trung Quốc, nhưng những tòa nhà nhỏ mà bạn nhìn thấy đều là quyền sở hữu vĩnh viễn và tài sản riêng. Quyền sở hữu vĩnh viễn thực sự là một cái hố, tư nhân giả, đóng thuế mãi mãi. Nếu bạn muốn thừa kế cho con cái của bạn, bạn phải trả một khoản thuế thừa kế lớn. Thuế ở Việt Nam không cao. Nếu đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu tư nhân, thì tính chất cả nước sẽ thay đổi. Tôi kiểm tra thông tin một chút, lại thấy không phải sở hữu tư nhân gì cả. Nhà tự xây dựng ở Việt Nam là quyền sở hữu vĩnh viễn, có thể bạn không tin, nhưng không thể thay đổi được sự thật. Thế giới rộng lớn, hãy đi ra ngoài và nhìn xem. Tôi không cần đi xem làm gì, bạn có thể tự tìm hiểu luật pháp của Việt Nam. Nó thuộc sở hữu tư nhân, các lĩnh vực riêng của họ được tự do mua bán ở trong nước. Đó chỉ là nhượng quyền sử dụng đất. Tôi không hiểu lắm sự khác biệt giữa sở hữu tư nhân và quyền sử dụng, nhưng người Việt Nam hàng xóm của tôi đã từng bán những thứ có giá trị của họ như ruộng đất và nhà cửa, rồi đi nơi khác mua đất và sống yên ổn, đã không quay trở lại. Và một số người cảm thấy tồi tệ đã quay trở lại quê cũ của họ để mua lại đất đai. Bạn cũng có thể mua nó ở Trung Quốc, những gì bạn mua là quyền sử dụng, không phải quyền sở hữu. Sự thiếu hiểu biết thật là đáng sợ. Việt Nam có quyền sở hữu vĩnh viễn và người nước ngoài không thể mua chúng. Ngồi nhà tra mấy thông tin một chiều trên Baidu và Douyin rồi đi tranh cãi với những người biết được sự thật thực tế, đây đúng là thùng rỗng kêu to mà. Một thành phố không nhất thiết phải có nhiều nhà cao tầng mới được tung hô, chỉ cần môi trường chính tốt là đủ, phủ xanh của Lạng Sơn rất tốt. Dân cư ít, khá dễ sống, chỉ có hàng trăm ngàn người ở tỉnh Lạng Sơn, có bao nhiêu người sống ở khu vực thành thị. Một ngôi nhà 2 hoặc 3 tầng là khá đủ, nhưng dân số đô thị của Trung Quốc quá lớn và không thể không xây dựng các tòa nhà cao tầng. Thành phố Lạng Sơn là thành phố được người dân Trung Quốc ghi nhớ sâu sắc. Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ có được tình hữu nghị và sự thịnh vượng chung từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặc dù không có những tòa nhà cao tầng ở khắp mọi nơi như ở Trung Quốc, nhưng tôi cảm thấy điều này là đương nhiên. Một thành phố nhỏ ở phía Bắc như này đã là rất tốt rồi.
Tất cả các ngành công nghiệp ở Lạng Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc phản công năm 1979 và không thể khôi phục lại được. Đây có thể là lý do khiến Lạng Sơn tụt hậu so với các thành phố khác, vì vậy không nên xem nhẹ chiến tranh. Lạng Sơn nên được xây dựng tốt bởi vì Lạng Sơn đã bị san bằng trong chiến tranh Trung Việt năm 1979 và nó đã được xây dựng lại sau chiến tranh, quy hoạch nên tốt. Nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị như thế này, mất 44 năm xây dựng chỉ được như thế này, chỉ có thể nói là những người đứng đầu Lạng Sơn Việt Nam thiếu tinh thần cầu tiến. 30 năm, thỏa thuận ngừng bắn thực sự vào năm 1993. 30 năm không phải là một quãng thời gian ngắn và cơ sở hạ tầng xây dựng đô thị của Trung Quốc đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa trong 10 năm qua. Ông này chắc quên Việt Nam còn bị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận khi đất nước thống nhất. Từ năm 1975 đến năm 1990, Việt Nam tập trung phá bao vây cấm vận của các nước phương Tây. Tháng 7 năm 1995, Mỹ và Việt Nam thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Những năm 2006-2007 đánh dấu một giai đoạn của hội nhập với thế giới của Việt Nam. Vì vậy, thực sự hội nhập và bước vào xây dựng đất nước từ năm 2007 đến nay là 16 năm, tính từ năm 1995 là 28 năm. Thử hỏi đất nước nào chiến tranh liên miên trong nhiều thập kỷ với các cường quốc mà có thể phát triển nhanh chóng như Việt Nam. Xây dựng đô thị Lạng Sơn phồn vinh, người dân hạnh phúc, Quảng Tây phải ra sức, nếu không sẽ bị Việt Nam vượt mặt. Việt Nam đã phát triển tốt, mặc dù sức mạnh tổng thể quốc gia cách xa nhau, nhưng mức sống của người dân bình thường không thua kém chúng ta là mấy. Đất đai của Việt Nam tư nhân có thể sử dụng lâu dài, ai cũng thích xây nhà ở riêng nên ít nhà cao tầng, cũng không có đại lý bất động sản tăng giá, thực sự là giàu giếm của cải trong người dân. Mặc dù mọi người sống trong các tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, nhưng hầu hết họ cũng phải chịu các khoản thế chấp cao. Đừng nhìn vào những tòa nhà, mà hãy nhìn vào mức sống. Nhiều quốc gia ở châu Âu có những tòa nhà cũ kỹ, nhưng họ là những quốc gia phát triển, mức sống cao. Tôi sang Việt Nam nhiều năm rồi, đô thị bên đó xây dựng chưa tốt, nhưng nhà dân tự xây rất đẹp, cơ bản đều là kiểu Pháp. Tôi thấy khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam không quá lớn. Rất lớn, người giàu ở Việt Nam rất giàu và khoảng cách giàu nghèo tương tự như ở Trung Quốc. Miền Bắc Việt Nam có lạnh không? Tôi thấy một số người mặc áo khoác. Tôi đã đi du lịch Nha Trang Việt Nam vào tháng 11 năm 2018 và lúc đó trời rất nóng. Tương tự như quận nhỏ Hải Nam của tôi, Việt Nam 12 năm nữa sẽ phát triển rất nhiều. Bây giờ nếu có tiền dư giả thì mua đất chờ phát triển. Lạng Sơn cũ đã bị quân ta san bằng năm 1979. Con sông đó hình như gọi là sông Kỳ Cùng. Tôi hy vọng rằng tình huống như vậy sẽ không xảy ra nữa. Tiền đề là không được vô ơn và coi hàng xóm như một kẻ thù. Đừng nói bất cứ điều gì không tốt cho tình hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam. Anh em vẫn có va chạm và hy vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ hữu nghị từ thế hệ này sang thế hệ khác, có lợi cho đất nước và nhân dân. Tuy ở Lạng Sơn không có nhà cao tầng, nhưng các công trình kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp và sang. Lạng Sơn là một thành phố được xây dựng lại sau năm 79 với những ngôi nhà mới hơn và phong cách châu Âu của Pháp. Thành phố Lạng Sơn cách biên giới 30 km, nối liền với bằng tường Quảng Tây Trung Quốc, bằng đường tàu hỏa và quốc lộ 1A. Từ núi Kim Điểu ở bằng tường Quảng Tây, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Lạng Sơn là thành phố đầu mối thương mại biên giới với Trung Quốc. Lạng Sơn phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế phát triển nhanh chóng. Thị trấn nhỏ Lạng Sơn đẹp và có nét riêng. Ngược lại, các thành phố của Trung Quốc hầu như đều có những tòa nhà bằng ván lớn, làm mất đi nét đặc sắc của thành phố. Theo ấn tượng của tôi, những nơi tốt nhất ở Việt Nam là hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn, là những nơi trù phú từ xa xưa. Lúa gạo một năm có 3 đến 4 mùa. Vùng duyên hải miền Trung cũng nên tốt, nhất là các thành phố du lịch nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, vùng Tây Bắc Việt Nam và vùng biên giới Việt-Lào phát triển tương đối tụt hậu. Việt Nam nên gần gũi nhất với Trung Quốc về ngoại hình và thói quen sinh hoạt. Giọng quan thoại của Tiểu Nhu về cơ bản giống với người Quảng Đông và Quảng Tây, sẽ không có quá nhiều điều kỳ lạ ở đó. Người ta nói rằng hầu hết các bài hát trong TV mà họ xem đều đến từ Trung Quốc của chúng tôi. Những năm 1990, tôi lên Lạng Sơn nhờ người xin giấy biên giới thì mới được ra vào. Lúc đó Lạng Sơn nghèo thật mà bây giờ thay đổi nhiều quá. Khi bạn nhìn thấy sông Kỳ Cùng, bạn sẽ liên tưởng đến cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung.
Cả hai bên đều thương vong nặng nề và thành phố Lạng Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại, tốt hơn hết là cùng nhau tồn tại hòa bình. Trung Quốc và Việt Nam kết hôn với nhau, cùng nhau phát triển và cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Ngoài những bình luận tô xích ra, thì vẫn có khá nhiều người có cái nhìn khách quan và hướng về tương lai, hy vọng rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và trở nên giàu đẹp hơn nữa trong tương lai. Hy vọng các bạn cũng sẽ bình luận tích cực trong video này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo.